Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhật Đẹp Lạ. Hôm nay em lên giao lưu với các bác một bộ gồm có một bình hoa và một bộ trà Kutani rất là đẹp, vẽ họa tiết là tích người ở trên những chiếc chén cũng như những bình hoa và những chiếc ấm này, đều vẽ họa tiết một đôi bạn vương gia đang bầu bạn tâm sự uống rượu bên gốc cây tùng, rất là đẹp và ý nghĩa. Truyện Kutani chuẩn chỉnh 4 truyện 4 chữ nha các bác. Và vẽ vàng rất là nhiều luôn. Ở trên áo của người thứ nhất bên này thì vẽ gấm, còn bên này thì vẽ vàng nha các bác. Rất là đẹp luôn ạ. Những cái nét vàng còn là nguyên, còn rất là xuất sắc. Đấy. Tí đã quay sang cái bình hoa kia thì các bác sẽ thấy chi tiết nét hơn, nọ rõ hơn. Đây ạ. Trên nắp ấm này cũng vẽ cây tùng, và tùng là biểu tượng của rất là phong thủy và ý nghĩa sức mạnh nha các bác. Đây, lọc của nó là lọc tổ ong ạ. Những cái đường vẽ vàng còn nguyên si, dày cộp luôn ạ. Rất là xuất sắc nha. Đấy, và có triện Kutani ở góc này ạ. Rất là đẹp. Đang bị lệch đúng không? Đấy. Trên quai cầm cũng được vẽ vàng nha các bác. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Đầu tiên em sẽ đo kích thước của ấm và chén cho các bác xem nha. Kích thước của ấm là miệng là 8cm. Và ấm chiều cao của nó là 9.5 nha. Cái ấm này dung tích cũng khá là lớn ạ. Như tầm vào khoảng tầm 400ml đến 450ml ạ. Còn chén này của em thì kích thước của nó size là 7.2 và chiều cao là 6cm ạ. Toàn bộ họa tiết đều được vẽ tay hết nha các bác. Rất là xuất sắc. Khuôn mặt rất là thần thái và rất là đẹp ạ. Chuyện đáy nha các bác. Những cái dòng Kutani, nhưng mà cốt này nó là cốt cứng ạ. Cốt cứng nha các bác, chứ không phải lòng men dạ. Rất là đẹp. Thì bộ trà này của em có một chiếc ly, nó có một cái vết tóc, vết tóc ở bên trong, nhưng mà khi em đã test nước thì nó không bị ngấm ra ngoài. Đây, một cái vết tóc bên này các bác có thể vẫn sử dụng bình thường. Nên bộ trà này em sẽ sell để cho các bác có thể trưng hoặc là mình mua về sử dụng nha. Rất là đẹp luôn ạ. Để em đây. Trà Kutani. Cái bộ trà Kutani này thì thông thường nếu mà nó không bị lỗi cái ly đấy á, thì giá rơi vào khoảng tầm 3,5 triệu đến 3,8 triệu. Nhưng mà có một chiếc ly nó bị tóc thì em sell giá còn 3,2 triệu cho một bộ, cho bộ trà này nhé các bác. Nên là bác nào thích lấy bộ trà không thì các bác có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0346774189 ạ. Và tiếp theo đó là một chiếc bình hoa. Ấy, hơi bị thấp ấy. Chiếc bình hoa cũng cùng họa tiết với chiếc bộ ấm trà nha các bác. Đây, đầu tiên cái người thứ nhất ở bên này, bên tay trái em là mặc áo được vẽ gấm nha các bác. Và ngoài ra những nét vẽ được vẽ vàng điểm vô cùng là xuất sắc luôn ạ. Xa xa là ngọn núi này. Đấy. Người này cầm quạt. Đấy. Và đây là một người bên này thì được áo thì được toàn bộ được vẽ vàng, chứng tỏ là những cái người này thuộc những cái tầng lớp vương gia quý tộc. Đấy. Và bên cạnh là hoa đào và cây tùng nha các bác. Toàn bộ những nét vẽ tay rất là đẹp ạ. Phóng khoáng rất là xuất sắc luôn. Đấy, đế của nó thì cũng được vẽ vàng, và triện Kutani đây. Đấy, cũng được vẽ vàng. Phần trên miệng của nó những cái nét là đường vẽ vàng còn nguyên nha các bác. Rất là đẹp luôn, rất là xuất sắc. Đo kích thước cho các bác xem. Nếu các bác có điều kiện mình có thể sưu tầm được một bộ như thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Nó có đủ luôn đấy ạ. Kích thước của nó là 14 và chiều cao là 26cm ạ. 26. Và vòng bụng của chiếc bình này là 78cm nha các bác.
78 cm ạ. Chiếc bình này em xin giao lưu các bác giá là 3.850.000 cho chiếc bình này ạ. Rất là đẹp luôn nha. Đấy. Các bác thích lấy bình không hoặc là lấy cả bộ thì cứ liên hệ hoặc inbox gọi điện cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Em xin chúc sức khỏe các bác ạ. Và tạm biệt các bác vào video trực tiếp ngày mai, trưa ngày mai 10 giờ trưa nhá. Kính chúc sức khỏe các bác ạ. Tạm biệt cả nhà ạ.